Xin chào, tôi là Đi Quốc Cường, kỹ thuật viên của công ty Tân Chiến Thương. Hôm nay tôi sẽ trình diễn một mẫu bánh mới. Đầu tiên mình sẽ trà đá trước. Chúng ta sẽ bao tròn. Khi bao, chúng ta có thể dùng một miếng bìa cứng hay là một miếng giấy mình ướp vào bánh. Và cái dạng decor này mình sẽ chú trọng vào mặt tiền, như thế sẽ làm cho cái phần bánh của mình nó nổi bật lên, tạo sự chú ý cho khách hàng.